Hỏi đáp thiền sư S.N. Wenka về hòa bình và sự quan trọng giữ giới với Vipassana. Thiền sư nghĩ gì về chủ nghĩa hòa bình? Nếu bạn hiểu chủ nghĩa hòa bình có nghĩa là không làm gì trước sự xâm lược thì tất nhiên là sai lầm. Dharma dạy bạn hành động một cách tích cực và phải thực tế. Còn về cách phản kháng bất bạo động của Mahatma Gandhi hay của Martin Luther King thì sao? Còn phải tùy thuộc vào tình huống. Nếu kẻ gây hấn không hiểu ngôn ngữ nào ngoài võ lực, chúng ta phải dùng sức mạnh thể lực, nhưng luôn giữ tâm quân bình. Nếu không, ta nên cách phản kháng bất bạo động, nhưng không phải vì sợ, mà là vì một hành động can đảm có đức hạnh. Đây là đường lối của Dharma, và đó là điều mà Thánh Gandhi dạy người ta làm. Nó đòi hỏi sự can đảm dám tay không đương đầu với những kẻ gây hấn có võ trang. Để làm như vậy, ta phải sẵn sàng chấp nhận cái chết. Cái chết sẽ đến không sớm thì muộn. Người ta có thể chết trong sự sợ hãi hay trong can trường. Một cái chết đúng pháp không thể là trong sự sợ hãi. Thánh Gandhi thường nói với những người theo ông khi họ đối diện với sự đối lập mãnh liệt. Hãy để bị thương ở trước ngực chứ không phải ở sau lưng. Ngài đã thành công vì đã có Dharma trong người. Chính thiền sư nói rằng người ta khó có những trải nghiệm tuyệt vời về thiền mà không cần giữ giới. Như vậy, quá nhấn mạnh về giới hạnh có phải là quá giáo điều và thiếu linh hoạt không? Tôi đã thấy trường hợp một số thiền sinh không cho việc giữ giới là quan trọng, nên đã không thể tiến bộ được trên con đường. Trong nhiều năm, những người đó có thể đến dự những khóa thiền và có được những kinh nghiệm tốt đẹp về thiền. Nhưng trong đời sống hàng ngày, họ đã không có gì thay đổi. Họ vẫn bị dao động, có khổ sở vì họ chỉ chơi đùa với Vipassana như họ đã từng đùa với nhiều trò chơi khác. Những người đó là những kẻ thua cuộc. Người nào thực sự muốn dùng Dharma để thay đổi đời họ cho tốt đẹp hơn thì phải giữ gìn Sila càng cẩn thận càng tốt. Hỏi đáp cùng thiền sư S.N. Wenka, trích từ cuốn Nghệ thuật sống.